chắc là bà Tám rồi, bà nội gì đó. Trời ơi, vậy mà con nhỏ về dưới nó cứ khen một hiền hai hiền, bà nội này bà nội nọ hiền lành dễ thương lắm. Trời đất ơi, cũng may phước là bữa nay mình lên đây nha, mình kiểm tra đột xuất vậy mới thấy cái tình trạng vậy chứ mình mà lên mình báo trước là đâu bao giờ ta cho mình thấy cái cảnh này đâu. Hên ha, chứ không thôi con bé mình làm dâu lộn chỗ là tiêu đời luôn. Ê thằng cha già kia, làm gì, làm gì vậy hả? Ba con bây giờ không có cho con ở đây nữa. Ba con nói ngôi nhà này là một ngôi nhà không hạnh phúc, gia đình này là một gia đình lộn xộn và phức tạp, còn bà nội thì hung dữ. Trời đất ơi. Dạ nguyên văn lời ba con, không phải là con nói nha. Bà nội với ba con có gặp nhau lần nào đâu mà tự nhiên nói bà nội hung dữ mà nhà này phức tạp. Trời, nhà tôi là gia giáo đàng hoàng, tôi thì không giàu có hơn ai, nói tôi nghèo thì tôi chịu, nhưng mà nói gì vấn đề gia giáo là tôi không chịu à. Dạ con để ý, con ở cái nhà này con biết thằng Hoàng dạ. Nó lớn vậy đó ha, đó nó có con lớn vậy đó, sắp sửa có dâu rồi mà hễ mới làm sai là bà nội bắt nó khoanh tay nói chuyện cái đàng hoàng, mà nói nhà tôi gia không gia giáo là sao. Chuyện mẹ chồng nàng dâu có ai yêu nhau.